7 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2021, thôn Bích Chu, xã An Tường thực hiện dỡ phong tỏa vùng cách ly y tế tạm thời phòng chống dịch COVID-19. Sau 14 ngày triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay trên địa bàn thôn Bích Chu, xã An Tường đã kiểm soát được dịch bệnh. Kết quả test nhanh ngày 14 sau cách ly không có trường hợp F0. Nhằm từng bước đưa thôn Bích Chu trở thành trạng thái bình thường mới, Ủy ban nhân dân xã An Tường ra thông báo dỡ phong tỏa vùng cách ly y tế tạm thời tại thôn Bích Chu kể từ 7 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2021 để đảm bảo công tác phòng Chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã An Tường yêu cầu các công dân trong thôn Bích Chu đang thực hiện cách ly y tế tại nhà nghiêm chỉnh chấp hành, hết thời gian cách ly tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 7 ngày. Nhân dân thực hiện tốt thông điệp 5K, hạn chế ra khỏi nhà khi không có việc thật sự cần thiết, tự giác khai báo y tế khi tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm, khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì liên hệ với trạm y tế để được tư vấn. Tiếp tục tạm dừng tất cả các hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, quán cà phê, bia hơi, giải khát nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ, các quán cắt tóc, cội đầu, các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, các sự kiện tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới.